chào các bạn. Hôm nay mình đi Nha Trang, mình đi xuống đường Trần Phú. Nên là mình đi chơi rửa mình xem thử đường Trần Phú là đẹp như thế nào. Ở đường Trần Phú có cái lầu á, mười mấy, hai mấy chục tầng ha mấy bạn. Để đi lên đường xe chạy rất là đông đúc, phong cảnh rất là đẹp. Theo đường phố người ta làm những cây xanh á, uống hình kiểu cọ, hình con kia hình con nọ rất là đẹp. Ai ở đâu tới du lịch cũng muốn đi tới biển Nha Trang để mình tham quan cảnh đẹp nhất. Như bãi biển đường đi á, nó trồng những cây xanh, cây keo to, cây dừa, nó cũng trái rất là nhiều. Vậy nó trồng cỏ trên bãi biển rất là xanh, rất đẹp, nhìn thấy mát mắt. Đi dạo bãi biển là nó đi dạo khu dưới bãi biển là nó trồng những dừa này, cây xanh mà nó trồng những cái cây dương, nó cắt hình tròn, có hình tam giác, có kiểu con kia con nọ rất là đẹp. Mấy bạn đi dưới tham quan em bãi biển Nha Trang nha các bạn, nhìn thấy trên mình đứng trên đường quốc lộ mình nhìn xuống á, nhìn xuống á thì mình thấy cây xanh nè, cây dừa nè, người ta sơ những cái gốc cây nó màu trắng cho nó ban đêm cho nó sáng lên, tưởng màu điện nó sáng dưới những cái nền đất đó, người ta trồng cỏ cỏ xanh và nó làm những cái đi ôm cua rất là đẹp, nhìn thấy mát mắt. Ai tới ra chỗ du lịch cái biển Nha Trang ai cũng thích thú. Lên trên cái đường nè, quốc lộ nè đó, đường quốc lộ lộ xe chạy quay lại nè, ở những khu mà gần mặt biển á người ta xây những khách sạn rất là keo tầm. Những chiếc xe taxi á, người ta chạy theo đường biển để người ta chơi rồi, người ta muốn về rồi ta kêu ta đón để mình đi chỗ kia chỗ nọ. Biển Nha Trang này mình đi ban ngày nên ít cái đẹp hơn ban đêm. Ban đêm nhìn thấy ánh điện đồ nó quay rất là đẹp. Các bạn thấy không? Xe lớn có, xe nhỏ có, chạy tấp nập theo đường, dọc theo đường quốc lộ, theo dãy, theo đường biển ở đường Trần Phú đây nè, em thấy không? Các bạn thấy không? Ở bãi biển Nha Trang á, người ta đi là đường người ta đi rất là rộng rãi mà sạch sẽ. Giờ người ta chạy tới đường biển Nha Trang xuống bãi biển này, người ta đi xuống cái biển này người ta để đi tắm. Khi tắm mà trên bê biển á, là người ta trồng những cái dù trắng, các cái giường nằm người mà tắm rồi vô mà đồ người ta nằm nghỉ ngơi cho mát. Còn có nhiều người á, là người ta thích ánh nắng, người ta thích phơi nắng, người ta tắm xong rồi phơi. Đó là những người nước ngoài thì còn ánh nắng nhiều. Còn Việt Nam mình á, thì ánh nắng thì rất là sợ đen á mấy bạn à, còn nước ngoài nó không có sợ.
à, những cái cây dừa rất là keo, trồng ở thiên và biển á, đây trồng rất keo, là cây xanh rất là đẹp, trồng thiêu hàng thiêu lối mình đi, nhiều người tới chị em mà đi tới bãi biển người ta chụp hình rồi nhìn thấy rất là đẹp, rất là thú vị, cho nên ai mà tới du lịch biển Nha Trang ai cũng thích thú đó các bạn ơi. Cho nên cho em mấy bạn đi tắm biển đó, làm phơi nắng để đẹp, làm phơi nắng để làm người đi, để đi tắm tắm biển đó, mấy bạn đi ra tắm biển mà những người thích tây nó thích biển sống á, người ta chơi tắm biển này hay chơi du lịch sống á, sống biển nó đi bơi rất là xe, còn mà sống nó cuốn trôi vô bờ nữa là người ta thích thú, nên quen xem tắm cái biển Nha Trang tắm rất là thú vị. Lần người ra thì cho tắm bích xi luôn, cho tắm cái dưới hồ nhỏ rồi ghe tắm ghe tắm bạn thấy không, biển rất là đông, tắm biển ban ngày á, mình đi chơi ban ngày á, đâu nếu ban đêm á thì đường phố rất là đẹp nữa, nên giờ người ta tắm biển các bạn phải tắm để thành bây giờ cho mình tắm nắng bọt người lên giường, người ta đứng giường ở người ta nằm á, có cái dù cho rất là mát, để ăn để uống để thoải mái. Ở đây biển dầm á, của bạn á, bên bên dưới giếng dù đó là có những cái tầm lầu, cây lầu rất là cao, cũng thích chọn người hàng đó là ngồi nghỉ dưỡng, ngồi ăn uống rồi đó. Còn ngoài đây biển lớp dây do rồi lớp nạ re tấp nập, các bạn thấy em tắm tự do thì ngồi biển nó rất là trong xanh, rất là trong xanh và dịu dàng mát mẻ, các bạn thấy không, nhìn xe thì biển nó là màu xanh đậm, mà nhìn đồng bằng hay gì đồng bằng thì biển nó là sẽ là về được xe tắm là để chơi tắm là để tắm nước như về phòng bờ tắm người như ai cũng được rất thú. Chỉ lội nước chỉ bữa nay là khách tây đi chơi rất là đông, trong nước thì mà tôi đi về bữa nay là đã đi được đi hơn các người tây đã đi được rất là nhiều. Mấy bạn thấy không, những cái khách sạn mà người ta xây cao tầng để người ta khách tây khách nước ngoài rồi về ta về người ta thuê ta ở hoặc những nhà hàng khách sạn rồi người ta vô ta ăn ta chơi rồi các bạn thấy không, gần như dùng biển đi ra dùng cờ một lỗ những cái cờ là cao tầng 40 mấy tầng đó, là 50 tầng rất là cao, vô trong phòng nó lấy đầy chỗ chuẩn bị hết, nhìn vô khu này cũng là khác về tầng cao tầng không, về cao tầng không nè, và những cái cây cảnh như cây dừa rồi về trái xâm sơ vậy ghê biển thì nhìn đi mấy bạn tắm rồi chỉ đi người tắm chỉ chạy vô giỡn rồi kêu bay biển rất là nhộn nhịp, mẹ thấy không, mình xem bãi biển Nha Trang mình rất là thú vị luôn, ai cũng đều khen bãi biển Nha Trang rất là đẹp mộng mơ vậy á, người thì trời nắng hay đội mũ. Thấy sóng biển ăn dập dào không? Cái sóng nó gợn, sóng rồi chị em này thích tắm là sóng biển nó cuốn trôi vô bờ xong rồi chị em lội ra
ở đây là bơi chó cuốn á, sóng ăn mấy người, sóng ăn mấy đẹp thấy không, sóng cuốn trời phủ đồng người luôn, rất là thú vị. Tắm tiếp tục chơi cho bé rồi xong về.